Xin mời hình ảnh đầu tiên. Gà nha. Con gà. Con gà khạc 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 kìa. Già cả quá. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời câu trả lời. Ho gà. Ho gà. Hợp lý ha. Hợp lý ha. Ví dụ như gà ho cũng là một câu của bộ. Gà là chủ ngữ, ho là vị ngữ. Xin mời đáp án. Ho gà. Một căn bệnh. Tuyệt vời. Đến với hình ảnh thứ hai nào. Đây là hình ảnh thứ hai. Xin mời. Hay à, cái hình hen à, các thành từng khúc, từng khúc kìa trời. Đây là hành đúng không anh? Ờ, hành gì nữa. Hành mà chặt khúc phải không? Trời ơi, mình còn vài giây nữa thôi. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời câu trả lời. Hành, khúc. Hợp lý ha. Ừ, ê, hợp khúc, lý. Khúc hành cũng hợp lý hơn. Khúc hành. Thì đó, chặt ăn khúc hành đó. Là khúc này nè. Đó là thiện thật, còn hành khúc là một cái chuyện khác nha. Rồi, để coi đáp án nào. Xin mời đáp án. Hành khúc, chính xác. Và bây giờ sẽ là hình ảnh tiếp theo. Trời, một con kiến thì nó ngủ rồi. À. À, còn con kiến kia nó đang thức, nó thức, nó đi vòng vòng, nó chơi. Cái mũi tên đang chỉ vô con kiến đang tỉnh táo đi vòng vòng kìa. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời câu trả lời. Em ơi, một con kiến đang ngủ và một con kiến đang thức đó em. Mũi tên chỉ cho con kiến đang nào em? Đang ngủ hay đang thức? Thức. Đang thức thì cái từ đó sẽ là từ gì? Ủa vậy anh? Ủa vậy anh? Ok, xin mời đáp án nè. Kiến thức. Đó mới là đáp án. Thật là tiếc khi mà bạn ghi là kiến ngủ. Câu này chưa chính xác rồi. Xin mời hình ảnh tiếp theo. Ờ, cái trống nha. Trong cái trống có hai cái ô. Ờ, có hai cái ô. Ô còn gọi là dù, dù còn gọi là ô. À. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời câu trả lời. Ô trống. Đáp án. Ô trống, chính xác. Xác. Tuyệt vời. Một câu đúng nữa rồi. Nào, đến với hình ảnh cuối cùng nào. À. À. Cái đó là con gì vậy? I love you. Anh yêu em lắm. Em anh yêu em nhiều quá trời nhiều luôn, nhiều ơi là nhiều luôn. Dạo này em có em cũng à, vậy hả? Anh thấy có vẻ là cái hình muốn cho nó chạy vô kìa. 5, 4, 3, 2, 1. Xin mời câu trả lời. Sâu. Em ơi, mũi tên nó chỉ cho con sâu nào vậy em? Xin mời đáp án. Sâu nặng. Sâu nặng đó em. Trời ơi. Như vậy là câu này các bạn đã ghi ra đáp án sai mất rồi. Thật là đáng tiếc. Có bao giờ các bạn chơi trò này chưa? Chưa lần đầu. Khó, khó không? Dạ khó. Ừ, khó ha. Thứ nhất là áp lực về thời gian. Thứ hai là về những hình ảnh nó quá nhiều chi tiết. Rất là khó đoán. Phải là chơi quen á. Và phải là khác nhau, không được nhìn thấy nhau nữa. Em với anh là nhìn thấy nhau dễ nói hơn. Những lúc mà các bạn không nhìn thấy nhau mà có bao giờ đoán được rằng à, người anh em của mình đang nghĩ điều gì hay là có vấn đề gì không? Dạ, có. Ngày đó mà em rầu, em lo gì là em bệnh. Cái này giống như thần giao các cảm. Linh cảm, thân tính, thấy chột dạ, thấy không vui. Là hóa ra người anh em bị bệnh. À, như vậy là hai anh em nhà Quang và con Nhật cũng đã trải qua được thử thách đầu tiên. Với 5 hình ảnh thì các bạn đoán sai 2 hình ảnh, đoán trúng 3 hình ảnh. Trừ 20 nè, cộng 30 là 10. 10 cộng với 20 điểm tặng của Minh Thảo là 30 điểm đầu tiên đã thuộc về hai bạn.